Vâng, âm thanh xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em lại có một cái mẫu mới để giới thiệu các bác. Đó là một chiếc vang cơ cao cấp của MB Pro. Có model là DAC450. Đấy, thì em xin giới thiệu chi tiết về chiếc vang này để các bác tham khảo nhé. Đầu tiên là một chiếc vỏ ngoài của nó thế này đây. Có pin ấn là offset và cũng rất đẹp. Đấy, bên trong của nó là gồm một sợi dây nguồn này. Dây nguồn rất to, dài. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng MB Pro. Và một tem bảo hành chính hãng của MB Pro. Và có một chiếc tua vít kèm theo để các bác có thể điều chỉnh các chức năng của trên vang này. Tổng thể bên ngoài của chiếc vang này ấy là bên có đầy đủ các số CG, mã vạch chính hãng. Đây là tem chính hãng này, MB Pro, công nghệ Mỹ. Có website đầy đủ, mã code các bác có thể quét được, check ra. Các tem cảnh báo ở phía trên. Tổng thể chiếc vang này là màu đen, mặt của nó là nhôm phay rất dày các bác này. Đấy, nhìn đây, nhôm phay rất dày. Mặt của nó màu đen cho nên phối ghép với các thiết bị khác cũng rất dễ. Giả sử đây em đang ghép với cục đẩy cũng của chính hãng MB Pro, có model là G8000 cũng màu đen, ghép lên là nó nhìn nó rất hài hòa và đẹp nhé. Đây là bên ngoài của nó, đây bao gồm đằng sau của nó đây các bác này. Đằng sau của nó là cũng là cái rắc cắm dây nguồn rời. Đấy, đường này là đường loa ra loa bát này các bác này, ra loa bát. Cái này đường này là đường hai kênh này là xuống cục đẩy này, ra xuống cục đẩy hoặc amply. Ngoài các calon này ra thì cái đường ra loa bát thì nó còn có loa súp, nó còn có cái đường ra hoa sen hoa súp đây các bác này. Đấy, nhìn nó cái đường này ngoài các rắc ca lông các bác có thể cắm đường này, cái đường này dây này thì nó có thường nó dễ mua, chính vì thế là các bác có thể rất thuận tiện dùng các loại dây. Đấy, một cái điểm cũng rất ưu điểm của cái nước em vang MP Pro. Đây là hai đường xuống âm ni, ngoài hai đường các ca lông này ra nó còn có hai cái đường đây này các bác này, NR là hai đường out này này, để có thể xuống dùng rắc hoa sen xuống cục đẩy hoặc xuống âm ni cũng rất thuận tiện. Đấy. Còn cái đường này là đường đường xuống, đường ra này nó cũng rất hay. Để chốc để em sẽ thiết giới thiệu các bác. Khi cắm đường này ấy, thì ngoài các chức năng mở volume của các nút to nhỏ đây và to nhỏ của cái đường khống chế đường đây, thì nó còn to nhỏ cả đường mic lẫn đường nhạc ở hai nút này. Nút này là đường nhạc, nút này là đường mic, cũng rất hay nha các bác nhá. Khi cắm cái đường này này, đường SR, SN, out. Đấy, thì các bác sử dụng hai cái nút này nó tác dụng nó rất hay, mở to nhỏ có thể khống chế đường to nhỏ của đường mic và đường nhạc, và đồng thời các chức năng khác như đường volume và đường này nó vẫn tác dụng. Đấy là cái điểm rất hay của cái chiếc vang này. Đây là cái đường hai cái nút này nó chỉnh to nhỏ của đường mic và cắt cốt của đường loa, xin lỗi các bác, to nhỏ của đường súp và cắt cốt của đường loa súp. Đấy là hai dùng hai nút này khi các bác chơi loa siêu trầm. Đây đường mic vào, đằng sau các bác có thể cắm mic có không dây, cắm đằng sau đây thuận tiện. Đây là đường cục vào cổng quang. Đây là một chiếc anten có thể bắt bluetooth rất xa khi các bác sử dụng bluetooth. Đấy, còn đây là nút gọi là nút khóa đấy, khóa đường tín hiệu, có thể các bác để nó mức bình thường để nó trên mình điều chỉnh thoải mái, nó không sợ ảnh hưởng thiết bị âm thanh. Còn đây là hai đường vào AUX1, AUX2 là dùng tín hiệu đường vào. Cái này nó đường vào là có cổng quang này, bluetooth này, đường AUX các thứ này, USB đầy đủ hết tất cả các chức năng. Đấy là bên đằng sau của nó. Còn mé đằng trước đây, mé đằng trước thì hiện giờ em đã cắm điện sẵn một chiếc đây. Đấy, cắm điện sẵn cái này của nó thì đằng trước này của nó màu mặt nhôm phay, và đồng thời nó kết hợp cái miếng này là miếng meca bóng cao cấp nhá. Thì khi về dùng các bác có thể bóc lần này ra. Đấy, như dưới cái dưới này em đã bóc vào đây, bóc ra để cho các chữ và tất cả các màn hình này để cho nó sắc nét hơn. Tại vì mình khi mình để nó có một đợt màng nó mờ đây này, nhìn nó sẽ không đẹp. Tại vì nhà sản xuất có một đợt bảo vệ thế để cho nó chống xước trong quá trình vận chuyển khi dùng các bác nó bóc ra. Đấy là cái lưu ý đấy. Cái này chiếc vang này nó sở hữu một cái màn hình cũng lớn nhá. Đấy, màn hình cũng rất lớn để có thể hiển thị tất cả các chức năng điện tử nó làm trên này hết. Trên chính thế các bác sử dụng là nó mình nhìn được nó các chức năng, các số của nó lên đây, thì sau này mình sử dụng điều chỉnh các chế độ của nó thì nó sẽ phù hợp. Đấy, của nó là đây là cái thương hiệu MB Pro này. Công tắc là được để ra đằng trước, bật tắt này này, cái bật tắt đây nó rất thuận tiện khi các bác không sử dụng. Nhiều đằng sau như nhiều cái nó công tắc đằng sau như bật nó cũng rất bất tiện, cái này nó đã cải tiến đằng trước. Đấy, khi các bác sử dụng thì giả sử như volume mic volume của tổng của nó này, đây là các bác này, khi các bác đây là đường này là đường volume tổng, đường nhạc tổng nhé, các bác vặn lên này thì ở đây nó cũng hiển thị lên theo này, vừa là số vừa là cái vạch nó lên xuống tăng giảm theo cái chế độ mình vặn to vặn nhỏ. Còn đây là mic cũng vậy này, mic này các bác nhìn này, khi tăng giảm đây này, đấy, khi vặn tăng giảm cái này thì cái này nó cũng có vạch và các số hiển thị lên. Sau này các bác để chế độ các số nào đấy để cho nó, hoặc là nhìn các vạch đâu như nào để cho phù hợp. Còn đây là đường vang tổng, đấy các bác vặn to nhỏ lên, đấy nó cũng có số và vạch lên theo. Và đồng thời những cái nút chỉnh như là cái nút delay,
Đấy các bác nhìn này là nó cũng lên theo này, đấy lên nhảy lên theo này. Đấy các bác để là sao số là cho nó phương hay thì là sau các bác cứ để thế, nó rất rất hay nhé. Cái này tiếp biết này các bác này, chỉnh cũng số đó, cũng nổi số. Revert cũng vậy. Revert cũng vậy, cũng đổi số lên các bác nhé. Đấy, mình để sao cho chế độ hay. Tất cả mọi cái là nó đều có chức năng hiện trên màn hình hết. Và các đường vào cũng vậy, đường vào các bác này đang là AUX1 này. Đấy, bấm vào chuyển AUX2 này. Đấy, đường Bluetooth này, đường USB này, đường cổng quang này. Đấy là cũng điều chỉnh tất cả nó hiện lên đây. Các bác cũng rất dễ sử dụng. Và đồng thời cái nút này cũng vậy, nút chống hú. Chống hú, feedback, các bác có thể bấm on hoặc off. Đây này này. Feedback bấm on này. Thì thông thường các bác để chế độ on để lúc nào mình hát để cho nó đảm bảo nó không bị rú rít. Đấy là cái lưu ý khi các bác sử dụng, nó rất thuận tiện khi có màn hình nó hiển thị tất cả các chức năng của nó lên. Đấy là về những cái chức năng của nó. Còn đây tất cả các nút của nó này, hai cái này là điều chỉnh volume mic này các bác này. Còn cái này là điều chỉnh cái chế độ vang vọng echo các mình hát sao chỉnh cho phù hợp này. Dưới này là điều chỉnh cái giải tần này của mic này. Đấy, giải tần nó đây là giải tần của cái đường nhạc này. Tất cả nó rất đơn giản, một chiếc vang cơ nó là điều chỉnh rất dễ sử dụng, cho nên chính vì thế các bác về sử dụng là cũng rất dễ dàng nhé. Hiện giờ là em đang kết nối một chiếc vang DAC 450 với một cục đẩy cũng của Epiro. Cục đẩy này thì nó là cục đẩy được công nghệ, nó là cũng là cục đẩy cao cấp của Epiro rồi, cho ra một chất âm của nó rất hay. Thì em đã kết nối sẵn sàng, thì và đồng thời là chúng test chất âm để các bác cảm nhận cái chất âm của nó khi qua một chiếc vang này, và đồng thời tiếng mic của nó qua chiếc vang này nó sẽ như thế nào, và xin mời các bác là nghe tiếng nhạc và tiếng mic của chiếc vang này DAC 450 nhé. Nhạc nó em kết nối từ con vang xuống cục đẩy và đồng thời ra đôi loa C7000 chứ không qua một thiết, không qua súp các bác nhé. Bởi C7000 này thì kỳ vừa rồi để bên em bán cũng rất chạy hàng, và hiện giờ là đang không có hàng, thì chỉ còn duy nhất một đôi này là đôi demo đang bày trong cửa hàng các bác nhé. Thì mấy bữa nữa thì về hàng thì em sẽ thông báo, tại vì nhiều bác cũng đang nhu cầu dùng đôi loa C7000 này, thì hiện giờ là bên em đã đang hết hàng các bác. Và vừa xong là tiếng mic, tiếng nhạc, còn bây giờ em test tiếng mic để các bác cảm nhận nhé. Lần 1 2 5 6 7 lần 1 2 lần 1 2 5 6 7 lần. Tiếng mic của nó, vang vọng của nó là hát nó rất ngọt, tiếng của nó rất mượt các bác nhé. Riêng nguồn vang này, vang cơ này em khẳng định rằng trên thị trường là nó thuộc dạng phân khúc của giọng vang cao cấp, ít con nào có thể chất lượng như con này, em khẳng định các bác với tầm tiền như thế. Với mức giá của chiếc vang DAC 450 của Epiro hiện giờ đang được bên Huy Hoàng cung cấp với giá là 2.500.000 đồng. Giá này đã được bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Và đồng thời tặng các bác đầy đủ dây jack, giả sử như các bác kết nối xuống âm đi, bên em sẽ tặng các bác dây xuống âm đi. Các bác xuống đẩy thì bên em sẽ tặng các bác dây jack xuống đẩy. Chính vì thế các bác về là chỉ phải sử dụng với một giá là quá hợp lý luôn cho một con vang chính hãng đến từ Epiro xuất xứ Đài Loan. Còn về chế độ của bảo hành của Epiro thì các bác biết rồi, tất cả các sản phẩm của Epiro thì từ trước giờ thì chế độ bảo hành của họ đã rất tốt nhé. Như con vang này chẳng hạn là đang được chế độ bảo hành là 12 tháng. Bất kỳ một cái lỗi gì thì bên hãng sẽ bảo hành cho các bác, nên chính vì thế các bác lại yên tâm sử dụng cái hàng chính hãng của Epiro. Vừa rồi là em đã giới thiệu một chiếc vang Epiro có model là DAC 450, một cái mẫu vang mới nhất để về các bác có thể ghép phối với âm ly hoặc cục đẩy hoặc là bất kỳ một cái thiết bị gì đấy để các bác sử dụng để nghe nhạc và hát ok. Mọi nhu cầu các bác muốn tham khảo cái dòng vang này hoặc các thiết bị âm thanh bên Huy Hoàng Audio thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0366 417 927. Bên em là nhận giao hàng toàn quốc nhé. Và rất cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.